Chị hai ơi. Anh Tuấn anh đánh em nè. Chị hai ơi. Cái thằng này, tập trước chị đã xử lý nó rồi, tập này nó còn dám đánh em hả? Để chị đi tìm nó. Chào chị hai. Sao cậu dám đánh anh gái tôi vậy? Cậu có tin tôi đánh cậu không? Chị nhìn đi. Wow. Trời ơi, lời anh em ơi. Ai bảo anh là người khơi mào trước chứ. Chị hai. Ê em biết. Thôi chuyện của hai cô cậu á, lớn rồi tự giải quyết. Họa ai thì ngồi đó chịu. Tôi đi nấu ăn đây.